Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 6 năm 2019. Thưa quý vị, hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị toàn thể đánh giá 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 120 của Chính phủ về phát triển đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đây là sự kiện quan trọng không chỉ đánh giá những thành quả về phát triển kinh tế mà còn đưa ra các định hướng lớn để thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sau 2 năm thực hiện nghị quyết 120 của Chính phủ, đến nay các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được một số kết quả ban đầu quan trọng. Năm 2018, tăng trưởng GDP của vùng đạt mức ấn tượng 7,8%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu toàn vùng lần đầu tiên đạt 15,7 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long chưa hình thành được cơ chế thu hút nguồn lực đầu tư từ khối tư nhân và xã hội, chưa có giải pháp đột phá cho đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các dự án hạ tầng còn thiếu kết nối đồng bộ với Thành phố Hồ Chí Minh, chưa tạo ra động lực phát triển thị trường hàng hóa nông sản. Về giải pháp phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển đồng bằng sông Cửu Long, nhiều địa phương đã có sự kết nối với 4 phương thức vận tải gồm đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển và hàng không, góp phần thúc đẩy giao thương đồng bằng sông Cửu Long. Với vai trò là trung tâm kinh tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiến nghị với Trung ương, Chính phủ, các bộ ngành tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư hệ thống giao thông kết nối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của nhiều địa phương. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết của Chính phủ về phát triển đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Chúng ta đã đánh giá những cái thành quả 2 năm, khẳng định đã có một cái sự tiến bộ. Ví dụ như nông nghiệp tăng 3%, trong khi cả nước chỉ tăng 2,67%, xuất khẩu đến gần 16 tỷ đô la trong 2 năm qua. Đời sống nhân dân tốt hơn, đặc biệt là mô hình sản xuất, cơ cấu sản phẩm, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động hơn, nhất là hợp tác với đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế bước đầu mang lại kết quả rất tốt. Nhiều tồn tại bất cập trong chỉ đạo điều hành để thực hiện nghị quyết cũng như triển khai trong thực tiễn, có nhiều khuyết điểm mà chúng ta trước mặt Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương và thấy để chủ động khắc phục tốt hơn. Thông qua hội nghị lần này, Chính phủ tạo được sự nhận thức rộng rãi hơn nữa, tính lan tỏa ở cả cấp địa phương và chính quyền trong đổi mới tư duy và hành động, đặc biệt phải chuyển hóa được các thách thức, tận dụng cơ hội để phát triển nhanh nhưng vẫn đảm bảo được tính bền vững về kinh tế xã hội, sinh kế của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh cần phải thích ứng với biến đổi khí hậu. Xoay quanh hội nghị quan trọng này, các báo dành nhiều tin bài đưa tin về các vấn đề cốt lõi thúc đẩy đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững hơn nữa trong tương lai. Báo Nhân dân thông tin, Thủ tướng đề nghị các địa phương phải nghiên cứu dành một phần ngân sách để chi thường xuyên cho các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu vốn đang diễn biến ngày càng phức tạp. Thủ tướng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là vai trò quan trọng, vai trò nhạc trưởng xây dựng các cơ chế liên kết để phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Hồ Chí Minh phải là địa phương đi đầu thực hiện công ước của Liên hợp quốc về ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát biểu tại hội nghị này, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhận định hiện trạng hạ tầng giao thông trở thành lực cản lớn nhất phát triển của đồng bằng sông Cửu Long, tương tự như Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cần đầu tư phát triển mạnh hệ thống giao thông cho Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long tương xứng với GDP khu vực này đóng góp cho cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị tập trung làm 9 công trình cho đồng bằng sông Cửu Long, dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, dự án quốc lộ 50 mới. Cần gói tài chính riêng biệt cho đồng bằng sông Cửu Long là một thông tin khác trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Nguồn vốn ngân sách để tạo gói tài chính này cần thiết phải có sự hỗ trợ từ Trung ương, vốn từ các địa phương và nguồn vốn huy động từ các đối tác phát triển, tổ chức và quỹ tài chính quốc tế, cần xác định định hướng ưu tiên đầu tư. Trước mắt cần đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống kè biển ở những điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao nhằm giảm sạt lở diện rộng. Giải pháp này cũng sẽ tránh tình trạng phát hiện trễ, khắc phục lâu, làm đội chi phí đầu tư.
Liên quan đến vấn đề thu hút nguồn lực đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long, báo đầu tư dẫn lời ông Osman Dioni, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cần có nguồn tài chính tương xứng với nhu cầu đầu tư ưu tiên liên tỉnh, cơ chế khuyến khích sự phối hợp và thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân, bên cạnh hỗ trợ để xây dựng và thực hiện các giải pháp thông minh về khí hậu, mang tính đổi mới, chuyển đổi, giảm thiểu rủi ro. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục nhấn mạnh đến yếu tố thuận thiên trong hành động, phải xác định biến đổi khí hậu và nước biển dâng là xu thế tất yếu tại đồng bằng sông Cửu Long. Các giải pháp thích ứng phải tiếp cận từ tổng thể, gắn kết liên vùng, liên tỉnh, liên khu vực, bắt đầu từ quy hoạch điều phối phát triển đến các hoạt động đầu tư để đảm bảo hiệu quả, thuận thiên để đương đầu và vượt qua thách thức, đồng thời mong muốn các địa phương phải năng động hơn nữa, không chỉ trông chờ vào hướng dẫn cũng như nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương. Thông tin trên Thời báo Kinh tế Việt Nam. Bản tin sáng nay xin được tiếp tục với các nội dung khác. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội hữu nghị Việt Anh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 93 của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Anh đạt 761 triệu đô la Mỹ. Tính đến tháng 4 năm 2019, Vương quốc Anh có 149 dự án đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số vốn là 616 triệu đô la Mỹ, là nhà đầu tư lớn thứ 11 trong số 106 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh, Vương quốc Anh vẫn là một trong những lựa chọn du học hàng đầu của học sinh sinh viên Việt Nam với khoảng 14.000 du học sinh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh Ian Gibbons hy vọng rằng Quỹ Thịnh Vượng sẽ đưa kỹ thuật mới và kinh nghiệm thực tiễn đến Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam tháo gỡ những rào cản phát triển trong giao thông, cơ sở hạ tầng, y tế, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam, Vương quốc Anh ngày càng phát triển bền vững. Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh khối nhà báo cao tuổi đã tổ chức buổi họp mặt hội viên nhân kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tại buổi họp mặt, các nhà báo lão thành đã ôn lại những năm tháng hoạt động báo chí đầy gian khổ, vất vả, song đầy trách nhiệm, hào hùng. Hiện nay các hội viên tuy có người cao tuổi nhưng vẫn luôn tích cực trong các phong trào, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị. Tại buổi họp mặt, các hội viên và các nhà báo lão thành đã trao đổi về nội dung tập 16 hồi ký Một thời làm báo và chủ đề của tập 17 dự kiến ra mắt vào năm 2020. Thưa quý vị, từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai chương trình hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019. Chương trình hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo tại 8 tỉnh thành phố đại diện cho các vùng miền của đất nước. Chương trình dự kiến hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho khoảng 2.400 đối tượng khó khăn từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam và sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã vận động quyên góp toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam đóng góp mỗi người một ngày lương để gây quỹ hỗ trợ tặng thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, chương trình cũng kêu gọi sự chung tay vào cuộc của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ tài chính, hiện vật cho những bệnh nhân mắc bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại một số bệnh viện tuyến trung ương. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đang cùng với các quận huyện, phường xã đến từng khu phố, chợ vận động người làm nghề tự do, nội trợ, tiểu thương tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sự đổi mới trong tiếp cận vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm giúp người dân, nhất là người lao động tự do nắm kỹ lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội để có lương hưu lúc tuổi già. Thưa quý vị, sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì vẫn còn nằm ở con số khá là khiêm tốn, chỉ khoảng là 6.000 người. Mặc dù là nhiều người dân rất quan tâm tới việc là những người làm nghề tự do, nội trợ hoặc là tiểu thương thì hoàn toàn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để mà có thể hưởng lương hưu. Thế nhưng mà người dân vẫn còn rất băn khoăn về chế độ được hưởng khi mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mà đóng bảo hiểm cái thời gian mà 20 năm thì thấy nó dài quá.
Rồi với lại mà nó là đóng trên 5 năm mới được hưởng. Mà thí dụ mình đóng chưa được 5 năm, cỡ như là 3 năm, 2 năm mà bị tai nạn hay gì á, mình có được hưởng không? Ban đầu tham gia bảo hiểm thì mình chưa có hiểu biết được vấn đề về cái quyền lợi. Nhưng mà bên nhân viên bảo hiểm cũng có tư vấn thì nói thì cũng yên tâm. Nên cũng có tham gia bảo hiểm để sau này mất sức khỏe hay là công việc không còn ổn định thì có thể mình hưởng được chế độ trợ cấp của nhà nước. Để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dựa trên chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, người lao động có thể lựa chọn mức thu nhập dùng làm căn cứ đóng, có thể đóng linh hoạt theo thời gian, đóng một lần cho những năm về sau hay đóng gộp cho khoảng thời gian còn thiếu với nhiều mức cao thấp khác nhau. Trong năm 2019 thì thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đó là mở rộng thêm 20.000 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Do đó mà ngay từ đầu năm thì bảo hiểm xã hội thành phố và bảo hiểm xã hội các quận huyện đã đồng loạt triển khai các giải pháp mở rộng tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong thời gian tới thì bảo hiểm xã hội quận 1 sẽ ký hợp đồng mở rộng đại lý với tất cả các ủy ban dân 10 phường. Rồi đại lý của các bệnh viện trên địa bàn quận 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 1, đại lý của Bưu điện, Trung tâm Sài Gòn. Ngoài ra còn mở rộng đại lý thêm của một số cái doanh nghiệp theo cái hình thức là kinh doanh dịch vụ các nhà hàng, khách sạn đó. Thì cái số này họ đa số họ sử dụng những cái lao động bán thời gian như là sinh viên làm theo giờ đó, thì mình cũng có thể là thu hút. Thời gian qua, ngành bưu điện thành phố đã thực hiện khá thành công đề án thí điểm triển khai phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua mô hình tổ chức hội nghị tuyên truyền. Thật ra thì cái thẻ bảo hiểm xã hội tự nguyện mà muốn bán được là cái phần mà được các cấp lãnh đạo truyền thông. Vấn đề mà mình phân tích được cái quyền lợi khi họ tham gia bảo hiểm xã hội họ được gì. Hiện nay thì chúng tôi đang tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp cho các người dân. Rồi đến từng khu phố, từng nhà, các buổi sinh hoạt của khu phố để tuyên truyền và giải thích cho các người dân hiểu và để người ta tham gia. Tôi sẽ phối hợp với các bộ ngành tham mưu cho chính phủ để làm sao sửa cái luật bảo hiểm xã hội phù hợp, linh hoạt các đối tượng ứng dụng công nghệ thông tin trong cái tổ chức thực hiện, đặc biệt là kê khai rồi các phương tiện hỗ trợ để đóng, để làm sao người dân có nhiều tiện ích nhất. Có một nghịch lý rằng nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng của bảo hiểm xã hội tự nguyện lại là những người ít có cơ hội tiếp cận với thông tin về loại hình và chế độ phúc lợi xã hội này. Do đó, bài toán về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cần có những giải pháp thực sự linh hoạt, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp từng nhóm đối tượng để có thể tiếp cận và vận động được người dân tham gia, góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội như mục tiêu đề ra. Chuyển sang các thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, Việt Nam đang được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn để phát triển nền kinh tế số. Tuy nhiên, tỷ trọng của thương mại điện tử trong tổng số doanh số thị trường bán lẻ của Việt Nam chỉ chiếm 4,6% trong năm 2018, một tỷ lệ rất nhỏ so với mức trung bình của khu vực châu Á-Thái Bình Dương là 14,5%. Với dân số gần 100 triệu người, trong đó có hơn 64 triệu người dùng Internet, hơn 130 triệu thuê bao di động, hơn 3.000 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Việt Nam đang được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn để phát triển nền kinh tế số. Tuy nhiên, nền kinh tế số cũng tạo ra những thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Nếu không thể nắm bắt được và hòa mình vào xu thế thời đại này, doanh nghiệp Việt Nam có khả năng thua cuộc trên chính sân nhà. Chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, chúng ta phải đầu tư rất nhiều trong lĩnh vực chuyển đổi số. Không chỉ chuyển đổi số của doanh nghiệp đâu, mà là chuyển đổi số toàn bộ nền kinh tế để Việt Nam sớm trở thành một quốc gia số. Và công việc này thì nó đòi hỏi chúng ta phải làm rất khẩn trương, bởi vì chúng ta phải cạnh tranh với rất nhiều các cái quốc gia trong khu vực, họ cũng đang làm rất mạnh về kinh tế số. Các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động đầu tư cải tiến công nghệ, nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng những mô hình, phương thức kinh doanh mới, quyết khai tử những yếu tố lạc hậu, không còn phù hợp, ứng dụng các cách thức mới để phát triển nhanh hơn. Ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, việc dùng một chiếc thẻ hoặc chỉ đem điện thoại di động khi ra ngoài là việc rất phổ biến. Với hệ thống thanh toán đa dạng và rộng khắp, người dùng chỉ cần quét QR code hoặc thanh toán trực tuyến qua máy POS mọi dịch vụ. Việc thanh toán không dùng tiền mặt ở thị trường Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.
Thưa quý vị, khi trả tiền qua thẻ hoặc là ví điện tử thì hệ thống sẽ trừ chính xác hóa đơn. Còn khi trả bằng tiền mặt thì những khoản khuyến mãi nho nhỏ, ví dụ như là 14.500 hay là 15.600 như thế này, thì chúng ta sẽ không có được tiền mặt phù hợp để thanh toán. Và ngoài cái việc tiện lợi và tiết kiệm thì hiện nay thì các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cũng đã liên kết với các nhà bán lẻ để ưu đãi rất nhiều cho khách hàng thanh toán qua thẻ. Có thể nói là một hành động nhỏ như là thay đổi cái thói quen thanh toán đã mang lại rất nhiều những lợi ích. Buổi sáng, chị Thiên Trang tại Thành phố Hồ Chí Minh thường đi làm với một ứng dụng gọi xe có liên kết sử dụng thẻ. Sử dụng ví điện tử, chị Trang được khuyến mãi từ 15 đến 40 ngàn đồng cho mỗi chuyến đi. Ăn trưa là mình có thể sử dụng thẻ luôn. Với bữa trưa văn phòng, khi không mang theo tiền, chị sử dụng ví điện tử để thanh toán tại quầy. Buổi tối đi xem phim, chị Trang đặt vé trên ứng dụng có liên kết trả bằng thẻ tín dụng với mức giá ưu đãi và không phải xếp hàng mua vé. Các ngân hàng và các công ty chuyên gia thanh toán đã đẩy mạnh nhiều cái phương thức thanh toán khác nhau, là như là thanh toán thẻ phi vật lý, rồi thẻ phi tiếp xúc, thanh toán qua QR code. Và những cái phương thức thanh toán mới đó cũng tập trung là chủ yếu là cung ứng sản phẩm toán trên cái thiết bị di động. Đó có thể nói cái việc sự phổ biến của các thiết bị di động trong cái người dân là một cái cơ sở hạ tầng rất quan trọng để đẩy mạnh phát triển thanh toán điện tử. Ngoài tài khoản ngân hàng, thanh toán không tiền mặt còn phát triển mạnh mẽ trên mạng viễn thông. Chỉ trong hơn một năm qua, tỷ lệ người dùng sử dụng thanh toán di động đã tăng từ 37% lên đến 61%. Hiện nay, cả nước có hơn 4,2 triệu ví đã liên kết với tài khoản ngân hàng, 10.000 đơn vị chấp nhận thanh toán ví điện tử. Các cái nhà mạng cung cấp dịch vụ di động của Việt Nam cũng đã rất quan tâm và đang có những cái dự định đầu tư mạnh, tận dụng cái giao dịch của khách hàng thông qua số điện thoại và các cái khoản tiền mà người ta có thể nạp vào cái tài khoản di động để người ta thanh toán, nghiên cứu, nắm bắt xu hướng tâm lý nhu cầu hoặc là đưa ra các cái công cụ để có thể khắc phục các cái hạn chế bảo mật tài khoản, bảo mật danh tính và định danh được người giao dịch để phát triển tiền di động cũng là một cách để chúng ta phát triển tiền điện tử nói riêng và phát triển thương mại điện tử nói chung ở Việt Nam. Những cái công ty, những cái người mà là tạo ra những cái thẻ trung gian, những cái thanh toán trung gian, những cái ví điện tử cũng nên tự bản thân mình có thể kết hợp sức mạnh lẫn nhau, ngồi lại với nhau để nhiều người, nhiều công ty kết hợp lại làm một loại thẻ thôi, làm một loại sàn thôi, làm một loại, một cái kênh thôi. Nó nhiều quá, người tiêu dùng cũng không biết lựa chọn. Điểm rơi về công nghệ thanh toán tại Việt Nam đang ở giai đoạn chín mùi với hệ sinh thái về thanh toán đa dạng, tiện lợi và bảo mật. Vấn đề còn lại là sự đồng bộ trên toàn hệ thống thanh toán để nhiều đối tượng người dùng dễ dàng tiếp cận, giảm dần nhu cầu dùng tiền mặt. Thưa quý vị, thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, xảy ra chủ yếu trên xe khách tuyến đường dài. Điều này lại thêm một lần nữa báo động đến các doanh nghiệp vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước để có các giải pháp siết chặt hơn nữa trong việc quản lý tuyến vận tải hành khách cố định, nhất là những tuyến xe vận tải trong đêm và lúc rạng sáng. Mới đây, hai vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Tây Ninh và Hòa Bình đều có nguyên nhân liên quan đến tài xế. Thì trách nhiệm chính là các doanh nghiệp vận tải. Thì các doanh nghiệp vận tải thì thực hiện cái công tác quản lý lái xe của mình từ cái khâu tuyển dụng đến đào tạo tập huấn rồi giám sát cái hoạt động của cái người lái xe, đảm bảo được cái thời giờ nghỉ ngơi của người lái xe. Theo một số lái xe chuyên tuyến đường dài thì việc thường xuyên kết nối giữa lái xe và chủ doanh nghiệp vô cùng quan trọng, họ luôn phải có sự ràng buộc và hỗ trợ lẫn nhau. Đa số bây giờ xe là thường là của cá nhân để coi góp vốn vào với công ty. Cho nên là thường xuyên là nhà xe với người lái thuê là phải cùng nhau đôn đốc trong công việc. Doanh nghiệp thì họ vẫn chắc có phép phải có trách nhiệm đi, vì thực ra cái này nó phải có từ công việc của người sử dụng lao động cho đến người lao động mà đều phải gắn kết với nhau, chứ không phải là không đổ lỗi cho một phần cá nhân nào cả. Dù có quy định cụ thể nhưng không phải doanh nghiệp vận tải nào cũng chấp hành nghiêm, nhất là các doanh nghiệp nhỏ. Là những cái đơn vị có cái quy mô nhỏ hoặc là một số những cái đơn vị mà theo cái loại hình là kinh tế hợp tác xã, nhưng mà kinh tế hợp tác theo cái hình thức là dịch vụ hỗ trợ thì thực hiện một cách đầy đủ và thường xuyên thì chưa thực hiện được cái đó.
Thông qua thiết bị giám sát hành trình, cơ quan quản lý nhà nước sẽ biết được các thông tin về xe khách chạy, xem có đảm bảo quy định hay không và xử lý những xe vi phạm. Bản tin sáng nay trở lại với phần điểm báo. Thưa quý vị, kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018 vừa công bố được đánh giá là có nhiều điểm sáng tích cực. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy còn nhiều hạn chế trong thực hiện các nội dung công bố, công khai thủ tục và tỷ lệ thủ tục hành chính. Vẫn còn tình trạng ban hành các quy định thủ tục hành chính trái thẩm quyền, giải quyết hồ sơ chậm, muộn, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Thông tin trong bài đưa cải cách hành chính vào thực chất trên báo Quân đội Nhân dân. Cán bộ công chức viên chức không vô cảm trước khó khăn bức xúc của dân và chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín. Đó là một trong những yêu cầu của kế hoạch tổ chức phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 vừa được Thủ tướng ký ban hành. Báo Tuổi Trẻ thông tin thêm, lãnh đạo quản lý cần chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao. Những ngày này rảo quanh các địa bàn nóng ở thành phố Hồ Chí Minh như Bình Chánh, Hóc Môn, Bình Tân, ai cũng dễ dàng nhận thấy cò đất tung đủ chiêu để giăng bẫy người mua. Thông tin trên báo Người Lao Động, trước mắt chính quyền khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hình thức tư vấn lôi kéo của một số cò đất để không bị thiệt hại về tài sản. Khi có nhu cầu mua thì người mua đất cần liên hệ Ủy ban Nhân dân quận huyện để tìm hiểu thông tin quy hoạch, tính pháp lý của các dự án đang quan tâm. Thưa quý vị, triển lãm Springtime Xuân Thì Ba tại thành phố Hồ Chí Minh đang là điểm hẹn hấp dẫn của công chúng yêu hội họa và giới chuyên môn. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động triển lãm định kỳ 2 năm một lần do Spring Gallery tổ chức đã gây nhiều tiếng vang trước đây. Cuộc triển lãm Xuân Thì năm nay giới thiệu 70 tác phẩm của ba họa sĩ Diệu Hà, Thanh Lê và Quỳnh Beris với các chất liệu sơn dầu, màu nước và tổng hợp. Mỗi họa sĩ mang đến một phong cách, một câu chuyện tinh tế khác nhau được sắp đặt trong không gian đầy chủ ý riêng. Đây là một cái triển lãm khá là thú vị vì nó phối hợp giữa các cái môn nghệ thuật với nhau, âm nhạc và hội họa. Và thời trang giao thoa giữa văn hóa Đông và Tây, giữa cái hiện đại và cái thời trang của Quỳnh với lại cái các cái tác phẩm màu nước của Thanh, còn Hà thì lại đi khám phá cái vẻ đẹp của hoa rất là nữ tính. Diệu Hà vốn nổi tiếng với dòng tranh vẽ hoa mẫu đơn, đưa người xem vào khu vườn cổ tích thơ mộng. Tranh của họa sĩ Thanh Lê là những ký ức ngọt ngào xa xưa với con đò, trái bếp, dòng sông bát ngát phù sa. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên họa sĩ, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Quỳnh Beris giới thiệu các tác phẩm hội họa của chị. Bộ tranh nhìn về tương lai, lấy cảm hứng từ hoa sen và những triết lý mỹ học phương Đông. Triển lãm thu hút đông đảo người xem. Trong cái cuộc sống của mình hàng ngày đó, thì nó có quá nhiều cái nỗi mà lo toan. Như khi mà một cái người họa sĩ mà người ta đặt hết cái tâm hồn của mình vào trong cái bức họa đó, thì khi đó người ta chỉ nghĩ tới cái việc là làm sao để cho bản thân mình trở nên hạnh phúc hơn. Mình vẽ một cái hoa đó thì bản thân của mình nó cũng sẽ trở thành như là một cái loại cây hoa cỏ vậy đó. Thì màu sắc rất là đem lại cái niềm vui cho cái người xem. Tôi rất ấn tượng với các tác phẩm ở triển lãm lần này. Trước đây tôi chưa có nhiều hiểu biết về mỹ thuật đương đại Việt Nam và các bức tranh này mang đến nhiều cảm hứng cho tôi về cái đẹp. Triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, đường Phó Đức Chính, quận 1. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.